Được. Câu hỏi đầu tiên là khi ngồi thiền với tư thế kiết già, ngưỡng con ngồi là 20 phút. Đến phút 25, bắt đầu chân con tê nhất và mất cảm giác. Lúc đó con không đổi oai nghi được. Vì chân mất cảm giác, con phải lấy tay đẩy chân xuống. Con nên ráng ngồi thêm 10 phút nữa hay xả? Khi ngồi thiền, có một lúc nào đó con có cảm giác muốn xả thiền để đi kinh hành. Ngay lúc muốn xả thiền vậy, con nên kiên trì ngồi thêm hay cứ xả theo ý muốn của con? Thưa sư, có vài bạn bè quanh con nói thiền dễ bị vong dựa. Con xin phép hỏi sư hiện tượng này có thật không? Nếu có thì nên chữa thế nào cho hợp lẽ đạo? Thì thưa quý vị đó, sư nói rồi, chắc phải sư phải cho nhờ nhờ sư Nguyễn làm host đi. Dạ vâng ạ. Rồi. Thì hồi nãy đó có hỏi cái câu thứ nhất là ngồi kiết già, ngồi 20 phút, phút 25 bắt đầu chân tê nhất mất cảm giác. Thì xin thưa với quý vị đó, sư nói hoài nhưng mà coi như ở đây là một cái group mới, một cái lớp mới, thì sư nhắc lại để cho quý vị biết. Đó là sư không bao giờ kêu quý vị cứ phải cố mà ngồi. Cái việc hành thiền á, nó không có bắt buộc là quý vị phải ngồi kiết già quý vị mới ngồi thiền được. Và theo cái tên á, cái tên của người hỏi thì hình như tên này là tên người nữ, thì sư nhắc cái cô này một cái điểm là cô nên nhớ, trong tạng luật giới của tỳ kheo ni ấy, Đức Phật nghiêm cấm các vị tỳ kheo ni ngồi kiết già. Bởi vì cái việc ngồi kiết già nó không có lợi cho người nữ, cho nên Đức Phật cấm các vị tỳ kheo ni ngồi kiết già. Thì cô có thể tham khảo để quyết định lại coi là mình có nên kiên trì cái tư thế ngồi kiết già hay không. Đấy. Và việc hành thiền ấy, chứng đắc thiền thì có thể chứng đắc ở bất kỳ cái tư thế nào, không nhất thiết cứ phải ngồi kiết già mới có thể chứng thiền. Còn riêng đối với người ngồi kiết già đó, thì xin thưa với quý vị, cái tư thế ngồi ngồi được kiết già thì tốt, nếu như người nam ngồi được kiết già thì tốt. Còn khi mà đau quá đó, nếu như cơn đau đó còn trong cái phạm vi có thể chấp nhận được thì quý vị nên chấp nhận. Có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất, đó là quý vị ráng, phải ráng để mà ngồi. Có vị thiền sư á, đối với từng trường hợp cụ thể, có vị sẽ khuyên quý vị là ráng ngồi, cắn răng mà ngồi. Nhưng mà có vị á, thì khuyên quý vị chỉ đứng dậy đi thiền thôi, xả đổi oai nghi. Tại sao có sự khác nhau như vậy? Đó là đó, tất cả chúng sanh nó có 8 cái hạng căn tánh chúng sanh. Sư đã thiết kế cái này là nó không có cho người không phải host share cái màn hình. Giúp cho chỉnh lại giùm sư để sư share cái màn hình. Còn không thì chú share cái trang mà sư gửi qua cho chú. Dạ con vừa xe cho con để vừa xét rồi đó sư. À rồi.
nó có 6 cái hạng căn tánh chúng sanh, mà mỗi một cái hạng căn tánh chúng sanh á, nó sẽ có cái phương pháp hành thiền khác nhau chứ không có giống nhau. Vì chờ xíu tí xíu. Nó có 6 hạng căn tánh chúng sanh. Thứ nhất á, là tham nhiều. Thứ hai là sân nhiều. Thứ ba là si nhiều. Thứ tư là tầm nhiều. Có nghĩa là suy nghĩ nhiều. Thứ năm á, là đức tin nhiều. Có nghĩa là tính nhiều. Thứ tư á, là trí nhiều. Đó. Thì nó có 6 hạng căn tánh chúng sanh. Thì mỗi một hạng căn tánh chúng sanh á, nó sẽ tương ứng với lại cái cách hành khác nhau ha. Thì với cái người mà tham nhiều á, thì người này khi mà đau, ngồi kiết già hoặc ngồi bất kỳ tư thế thiền nào mà đau á, thì ráng cắn răng mà ngồi. Tại vì đối với người này đó, thì cái tư thế ngồi là phù hợp với cái người căn tánh tham. Và khi mà các cái cảm thọ đau khởi lên, vì đó phải học cách kham nhẫn. Với người căn tánh tham nhiều đó, phải học cách kham nhẫn. Và vì đó phải quan sát, suy xét là cái đau này đó, nó không bằng một phần ngàn, một phần vạn cái đau ở địa ngục. Cái đau này nó không bằng một gốc cái đau vào cái lúc cận tử. Cho nên vào thời điểm này là thời điểm để cho ta tu tập, là thời điểm để cho ta thực hành, rèn luyện cái khả năng tham nhẫn. Để khi có những cảm thọ khổ khởi lên khốc liệt trong những cái cơn đau đớn ngặt nghèo hay là trong cái lúc cận tử, thì ta sẽ vượt qua được. Với người căn tánh tham ấy, thì vị đó phải nỗ lực vượt qua bản thân của mình để học cách kham nhẫn. Trong khi kham nhẫn đó, vị đó vẫn tiếp tục theo dõi đề mục thiền ha. Và ngoài ra đó, còn cái người mà căn tánh sân á, tự xét, quý vị phải tự xét coi mình á, là tham nhiều hay sân nhiều. Có người thì đương nhiên là mình tham cũng có mà sân cũng có, thì quý vị xem coi trong cái tham và cái sân đó cái nào nó trội hơn. Đối với người căn tánh sân ấy, thì khi mà cơn đau nó khởi lên, xem coi có kham nhẫn được hay không. Nếu mà mình ráng một hồi mà nó đau quá chịu không được, nó làm cho quý vị mất khả năng tập trung vào đề mục thiền, thì chỉ việc xả thiền đứng dậy đi. Đối với người căn tánh sân ấy, thì cái oai nghi thích hợp đó cho họ đó là tư thế đi. Có nghĩa với người căn tánh sân thì họ cần phải đi thiền nhiều. Sư xin lỗi với quý vị đó. Sư xin lỗi quý vị là sư nhớ nhầm, sư nhớ nhầm, sư nói nhầm nãy giờ. Đó là với ngồi. Sư xin lỗi, sư nhầm. Với người căn tánh sân á, thì cái tư thế ngồi là phù hợp đối với họ. Còn người căn tánh tham thì tư thế đi thiền phù hợp đối với họ. Người tham nhiều thì cần phải đi thiền hoặc đứng thiền. Còn người căn tánh sân á, thì ngồi thiền hoặc là nằm thiền. Nhưng mà sư thì sư không có khuyến khích cái tư thế thiền mà nằm. Tại vì thiền mà nằm nó sẽ dẫn tới hôn trầm. Hồi nãy sư nhầm, sư rất tiếc là sư nhầm. Đó là người căn tánh tham thì thích hợp cho cái việc đi thiền. Người căn tánh sân thì thích hợp cái tư thế là ngồi thiền. Nhưng mà với người căn tánh sân á,
Thì khi cơn đau khởi lên thì họ chỉ đơn giản là đổi oai nghi, có nghĩa là xả chân, đổi chân, ngồi. Hoặc thậm chí đó, nếu mà ngồi dưới đất mà họ ngồi họ khâm nhẫn không được á, thì họ có thể lựa một cái chọn cái ghế á, ngồi lên trên ghế và họ để thả chân xuống vẫn bắt chéo chân mà họ ngồi đó. Thì người căn tánh sân á, khi các cảm thọ khổ khởi lên thì họ có thể thay đổi oai nghi một cách phù hợp. Nhưng mà nên nhớ, dù là quý vị căn tánh tham hay căn tánh sân, thì cái việc đổi oai nghi á, nên lưu ý như thế này: mình chỉ ngồi cho tới khi ngồi không được nữa thì mới đi. Tới khi đi thiền á, thì quý vị phải nhớ là đi thiền cho tới khi nào đi không được nữa thì mới ngồi. Chứ không phải là mình ngồi một chút xíu, chân nó hơi đau, rồi mình đứng dậy mình đi thiền. Mà đi á, mình đi giống như là mình đi để cho nó giãn chân giãn cốt, rồi đi một chút xíu rồi mình lại ngồi. Nếu mà quý vị không có được một cái sự nghiêm túc trong khi thực hành thiền ở các oai nghi á, thì cái thời thiền của quý vị á, nó sẽ rất là lộn xộn. Nó chẳng qua mình khi thì đứng, khi thì ngồi, khi thì đứng, khi thì ngồi. Khi còn kham nhẫn được thì nên kham nhẫn. Khi mà không kham nhẫn được nữa thì đổi oai nghi. Và trong cái oai nghi mà mình đổi đó, ví dụ như từ ngồi thiền chuyển sang đi thiền, thì phải đi cho tới khi nào đi không được nữa quý vị mới được ngồi, chứ không phải là mình đi cái chút xíu là mình ngồi ha. Rồi còn cái việc mà ngồi thiền một lúc mà muốn xả thiền để đi kinh hành á, thì sư nói rồi, cứ phối hợp khi mà nào mình ngồi mà mình không còn có khả năng tập trung vào đề mục thiền nữa thì mình chuyển sang đi thiền. Cứ đi kinh hành, cứ đi thiền bình thường, nhưng mà nhớ phải đi cho tới khi nào mình đi không được nữa. Nghiêm túc, khi hành thiền phải nghiêm túc với cái oai nghi, trong bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Dạ thưa sư. Còn... à dạ sao ạ, sư cứ nói hết đi. À, rồi cô hỏi đi. Dạ thưa sư, hồi nãy trong cái đoạn giảng của sư có nói là đối với người mà tham nhiều, dạ không ạ, à, nhớ những người mà sân nhiều thì cứ việc mà xả oai nghi, đổi oai nghi. Những người mà tham nhiều thì không nên đổi oai nghi, cứ ráng ngồi. Nhưng mà với cái việc ngồi, chiếc già sư ngồi khoảng tầm một năm nay rồi, nhưng mà đúng 20 phút thì không sao, mà quá 20 phút là mất cảm giác. Mà nếu mà ráng, nó có đưa những cái hệ lụy gì về xương khớp không sư? Sư nói như thế này ha, hồi nãy không biết sư nói cô có nghe hay không, đó là trong tạng luật giới của tỳ kheo ni á, Đức Phật cấm chư tỳ kheo ni ngồi kiết già, bởi vì tư thế kiết già không phù hợp cho người nữ. Cô có thể tham khảo xem xét lại coi có nên ngồi tiếp tục ngồi kiết già hay không. Dạ, cô sẽ ghi nhận lại, cảm ơn sư. Còn riêng cái việc mà đối với người nam á, mà ngồi kiết già mà thí dụ như mà đau quá mà hỏi coi bây giờ tiếp tục ráng ngồi thì nó có hệ lụy gì hay không, thì sư cũng có thời gian sư tập ngồi kiết già. Xin thưa với quý vị, không có ai đau chết hết trơn. Ngồi kiết già không ai ngồi mà chết. Nếu như mà quý vị có cái tâm quý vị muốn ngồi ấy, thì ngồi tập dần nó sẽ quen. Có người thì có thể là quý vị xem như là nó cực đoan cũng được, nhưng mà có người á, họ quyết chí để họ tập cái tư thế ngồi kiết già đó quý vị, mà cái khớp chân của họ nó sưng khớp lên đó. Nhưng mà họ tập, họ vẫn ráng, họ rèn như vậy đó, rốt cuộc họ vẫn ngồi được kiết già, và họ ngồi được hơn 2 tiếng, tối thiểu là 2 tiếng. Thì đối với người mà họ bền chí, mà họ quyết, họ làm cho bằng được thì vẫn có thể làm được. Và như sư nói, không có ai ngồi mà chết hết trơn. Thậm chí có một số dòng thiền
Sư không nhớ là dòng thiền Mô Cốc hay là dòng thiền Xuân Luân, sư không nhớ. Nhưng mà khi mà thực hành thiền ở đó đó, trước khi hành thiền là vị đó phải phát nguyện là con cúng dường cái tấm thân này đến Đức Phật, đến Đức Thế Tôn. Và sau đó vị đó ngồi thiền, đau đớn ráng chịu, cắn răng mà chịu để vượt qua cái cơn đau. Và vì đó quán sát có nhiều cách, ví dụ như là quán đúc cận tử, quán những cái cảnh khổ để có thể vượt qua, có thể kham nhẫn, thì đó là một phương pháp. Nhưng mà như sư nói, cái phương pháp đó thích hợp với những cái vị mà có cái chí, có cái lòng bền chí và phù hợp với cả người căn tánh tham. Còn một câu nữa là thư sư, có vài bạn bè quanh con nói thiền dễ bị vong dựa, có ai chưa tắt mic thì vui lòng tắt giùm. Nói có người nói thì thiền dễ bị vong dựa, thì xin phép hỏi sư hiện tượng này có thật hay không, nếu có thì nên chữa thế nào cho hợp lẽ đạo. Xin thưa với quý vị, cái người á mà mình nói là cái gì ta, cái chúng sanh nào á thì nó sẽ tụ về với những cái chúng sanh giống như vậy. Ví dụ như cái phường mà ăn cướp thì họ thường làm bạn với những cái kẻ cướp. Cái người mà uống rượu thì họ sẽ thường làm bạn với những cái tay bợm nhậu. Cái người làm ăn mua bán thì họ sẽ thường làm bạn với những tay làm kinh tế. Cũng vậy đó. Cái người mà có những cái đặc tánh của thân, của khẩu, của ý nó gần với các cái hàng sa đọa thì vị đó sẽ dễ cộng trú với các hàng sa đọa. Còn cái người á mà có những cái đặc điểm của thân khẩu ý mang cái tính hướng thượng thì người đó sẽ gần gũi với những cái bậc hướng thượng. Sư nói cụ thể hơn, với người sống ác nhiều hoặc là với người mà có những cái tâm tham dục nhiều. Chú Steve Nguyễn kiểm tra giúp sư những cái bạn nào chưa có tắt cái micro á. Dạ con tắt hết rồi sư. Dạ. Thì những cái người mà sống bất thiện á, thường những cái chúng sanh ở gần họ là những chúng sanh sa đọa, và những cái hàng chư thiên á, thường là không có hộ trì những người này đó. Cho nên á, khi mà thân hoại mạng chung á, thì họ dễ đi xuống các cái hàng sa đọa. Còn đối với những người mà sống thiện, có giữ giới, có hành thiền, có vun bồi các cái công đức, thì cái hạng chúng sanh mà thường gần gũi họ đó là chư thiên, những cái vị trời và những cái bậc thiện tri thức. Cá biệt sẽ có những cái thân bằng quyến thuộc mà rơi vào những cảnh giới sa đọa mà mình gọi là hàng ngạ quỷ, gọi là pê tá đó, hàng ngạ quỷ. Quý vị xem cái bài kinh bên ngoài bức tường á, kinh bên ngoài bức tường thì có nói là tất cả chúng ta đều có thân bằng quyến thuộc hết, và trong số những cái thân bằng quyến thuộc đó có những người do thiếu phước sẽ rơi vào các hàng sa đọa. Rồi thời này á, khi họ thấy mình họ rất là mừng, tại vì họ là quyến thuộc của mình mà, là cha mình, là mẹ mình, là anh chị, là con của mình nhiều đời nhiều kiếp, họ thấy mình họ mừng lắm. Nhất là thấy mình biết làm phước, biết hành thiền, biết vun bồi các công đức, họ rất là mừng. Và họ sẽ đến ở gần để chi? Để họ trông chờ người thân của họ biết làm phước, hồi hướng phước cho họ để họ thoát khỏi những cảnh khổ. Do đó đó, với những người biết làm thiện, biết sống thiện, có giới, có thiền định, ở xung quanh họ, một đó là hàng chư thiên, do họ là những người thích gần gũi hộ độ những cái người sống thiện. Thứ
Thứ hai, đó là những cái bậc thiện tri thức, loài người đó, thiện tri thức cũng thích gần gũi đó với họ. Cái thứ ba là những thân bằng quyến thuộc mà lỡ rơi vào cái cảnh giới sa đọa cũng đến ở gần họ để trông chờ được hồi hướng công đức. Cho nên khi mà quý vị hành thiền, mà hành thiền một cách đúng đắn nha, tại vì có một số cái loại thiền không có đúng chánh pháp, ví dụ như thiền nhân điện, rồi thiền mở những cái mở luân xa chẳng hạn, những cái đó không đúng chánh pháp. Nhưng mà sư đang nói thiền đúng chánh pháp ấy, tâm của quý vị sẽ kiên cố, tâm của quý vị sẽ kiên cố, thì rất khó để mà gần gũi những cái hàng mà phi nhân mà ác, để mà họ có thể họ phá quý vị. Tại mình có tới ba lớp bảo vệ quý vị. Lớp bảo vệ thứ nhất là chư thiên, những cái vị trời bảo vệ mình. Chờ quý vị, chờ sư tí xíu. Thưa sư, vẫn chưa nghe được sư. À, rồi, 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 rồi. Sẽ nói quý vị có tới ba cái lớp bảo vệ. Lớp bảo vệ thứ nhất là những chư thiên hoan hỷ với cái phước thiện của quý vị. Quý vị được bảo vệ một lớp. Lớp thứ hai là cái những cái quyến thuộc của quý vị. Những cái quyến thuộc mà nương nhờ quý vị để nhờ phước, kiếm phước, họ sẽ bảo vệ quý vị. Cái lớp bảo vệ thứ ba chính là bản thân quý vị. Tại vì khi quý vị hành thiện, tâm quý vị cứng cỏi. Khi quý vị làm các công đức thì chính cái phước nó bảo vệ quý vị. Và khi mà cái phước nó bảo vệ quý vị đó, thì rất khó có một cái thế lực nào có thể làm hại quý vị. Quý vị thấy là có những cái trường hợp tai nạn mà nó chỉ cần nó lệch một tí xíu thôi là nó trúng mình rồi. Quý vị thấy, nó chỉ cần nó lệch một tí xíu nó trúng mình, nhưng mà mình an toàn. Tại sao vậy? Cái phước nó bảo vệ mình. Có những trường hợp á, mà người ta tấn công mình, mà người ta tấn công phục, mình không có trúng, mình vẫn an toàn là do đâu? Do mình được bảo vệ. Cho nên đừng có lo cái chuyện mà hành thiền mà bị vong dựa ha. Tại vì khi mà mình sống thiện, mình hành thiện thì mình được bảo vệ, mình không gì gì phải lo hết. Nhưng mà trong cái trường hợp á, mà mình lo lắng, và mình ngay cả khi mà quý vị muốn tốt cho quyến thuộc của quý vị đó, thì sư đề nghị quý vị nên tu tập cái tâm từ. Bởi vì người có tâm từ á, được những cái điều lợi ích như sau. Lợi ích thứ nhất á, là họ có được cái giấc ngủ ngon. Ngủ ngon, không có mộng mị, thức dậy cũng khỏe. Cái thứ hai á, cái người hành tâm từ á, chư thiên yêu mến. Những cái hàng phi nhân yêu mến. Rồi được loài người yêu mến. Có nghĩa là mình từ cái hạng người mình thấy được, cho tới cái hạng mà khuất mài khuất mặt họ cũng yêu mến mình. Mà quý vị thử nghĩ coi, khi mà mình không có kẻ thù thì lấy ai đâu mà tấn công mình. Đó, quý vị biết là khi mà sư đi bác đi khất thực á, cũng có những lúc mình đi ngang mấy con chó á, nó gầm gừ nó sủa mình á, thì mình lúc đó mình cũng quan sát nó, giật mình, có giật mình quan sát nó. Quan sát như thế nào? Những cái con này
nó tấn công mình, nó tấn công một cách nó sủa thôi chứ chưa cắn. Nó tấn công mình do phiền não. Khi nghĩ như vậy đó, phát khởi cái lòng bi mẫn đối với nó. Bởi vì nó do cái ác nghiệp đời quá khứ cho nên nó phải sanh làm cái loại súc sanh. Và khi sanh làm cái loại súc sanh á, thì nó phải chịu những cái nghiệp của cái loài đó. Và nó sẽ tấn công bất cứ ai mà nó cho là nó muốn tấn công. Và nó tấn công bằng một cái phiền não. Và khi mà nó tấn công bằng một cái phiền não á, thì nó sẽ tạo ra, tiếp tục tạo các ác nghiệp. Nhờ như vậy nó phát khởi cái lòng bi mẫn đối với nó và mong cho nó được an vui. Nhờ như vậy đó, quý vị có thể tu tập cái tâm từ và cái tâm bi mẫn ngay cả đối với các cái trường hợp đời thường, như như sư nói, ra đường gặp con chó. Do đó đó, dù cho có dựa hay không có dựa, có vong hay không có vong, có những người khuất mặt hay là không có người khuất mặt, thì quý vị vẫn nên tu tập tâm từ. Và một đặc điểm nữa của tâm từ mà sư chưa nói, đó là người hành tâm từ khi mà họ chứng đắc thiền bằng đề mục tâm từ á, thì họ không bị thương, không bị mất mạng do thời tiết, do thiên tai, do thuốc độc, do vũ khí, là không có ai tấn công được họ khi mà họ đắc thiền bằng được một tâm từ. Ha. Ngoài ra đó, thì mình còn có một cách nữa để mà mình xử lý những cái trường hợp mà khuất mặt là như thế này. Như trường hợp của vua Bimbisara đó, thì khi mà vua có được những cái họ hàng đã quá vãng mà đến để cầu xin vua đó, thì vua mới làm một cái buổi tra tăng có Đức Phật và chư Thánh Tăng. Thì khi mà Đức Vua rửa chân cho Đức Phật, thì Đức Vua nói là cái phước này thuộc về quyến thuộc của tôi. Thì ngay khi Đức Vua nói câu đó, thì quyến thuộc của nhà vua khi đó còn là ngạ quỷ đó, thì được cái phước phát sanh làm cho họ trở nên mát mẻ như là được tắm trong một cái dòng suối trong sạch, và họ không có mất đi cái hình tướng mà xấu xí, họ trở nên xinh đẹp. Và khi mà Đức Vua cúng dường thực phẩm đến chư tăng, chư Thánh Tăng và Đức Phật, Đức Vua nói cái phước này thuộc về quyến thuộc của tôi. Thì ngay lập tức những cái hàng ngạ quỷ mà quyến thuộc của Đức Vua Bimisara đó mất đi cái sự đối khác. Do cái phước đó, họ không còn cảm thấy đói khát trong cái kiếp ngạ quỷ nữa, và họ cảm thấy an lạc. Rồi khi mà Đức Vua dâng y phục đến cho Đức Phật và chư Thánh Tăng, Đức Vua nói cái phước này là dành cho quyến thuộc của tôi. Thì ngay khi đó, những cái hàng ngạ quỷ mà quyến thuộc của vua Bimisara đó có được y phục của cõi trời, và ngay khi đó họ mệnh chung, có nghĩa là họ chấm dứt tuổi thọ của hàng ngạ quỷ và họ tái sanh về cái cảnh giới chư thiên, là nhờ họ hưởng được cái phước mà vua Bimisara hồi hướng. Cho nên nếu như mà quý vị có nghĩ tới quyến thuộc mà bị cảnh giới sa đọa đó, quý vị có thể làm các cái công đức rồi hồi hướng phước đến cho quyến thuộc của quý vị. Thì nhờ như vậy á, thì nó sẽ được những cái điều lợi ích cho chính mình và cho cả quyến thuộc ha. Dạ thưa sư, cụ thể sư là con đi tới một cái nhà của bạn nó chơi, tự nhiên con nó nhìn con, cô đó nói là mẹ con lúc trước có bị hư thai và bây giờ cái thai đó đang đi theo kiểu con. Và con nghe xong thì thật đầu thì với cái sự tính tâm con chấp tâm bả, con không tin, vì con nghĩ cô này là người bối thoáng nhưng con không tin. Nhưng mà con mới về con hỏi lại mẹ con, mẹ có bị hư thai không, mẹ con nói là có, con sợ quá trời sư, tại vì thỉnh thoảng con có những cái triệu chứng như tự nhiên con ngồi ớn lạnh giống như ai sờ gáy con có triệu chứng đó. Nhưng mà
Rồi. kiến thức y học nó cơ thể con bình thường không bị gì. À, như sư nói đó, như sư nói cái cách của cô đó nó có hai cách. Thứ nhất là cô hành tâm từ và cô hướng đến những cái quyến thuộc đã quá vãng trong những cái cảnh giới mà mình không nhìn thấy, những cảnh giới khổ á, hướng tâm từ đến họ, mong cho họ được sự an vui. Tại sao những cái hàng mà khuất mặt mà ở gần mình á, thì đa phần là họ đến để họ nhờ hưởng phước ha. Rồi cái thứ hai đó thì khi mà cô làm phước đến các cái buổi như là cúng dường cái tăng á, thì cô phải mở miệng cái mở miệng cô nói trước khi mà làm phước, sư quên, trước khi làm phước, ví dụ như ở nhà thì cô có thể mình thắp nhang hoặc không thắp nhang cũng được, thông báo với những cái vị mà quyến thuộc ở gần xung quanh mình là ngày hôm nay tôi đến chùa để tôi làm phước, tôi cúng dường hồi hướng phước cho quý vị, và nếu được thì đi theo tôi để hưởng cái phước hồi hướng. Thì nhờ mà cô có chủ ý như vậy đó thì họ mới đi theo, và khi họ đi theo á thì họ mới hưởng được cái phước hồi hướng. Chứ nhiều lúc thì cô đi chứ còn họ thì vẫn quanh quẩn ở cái khu vực của họ, họ không hưởng được. Hoặc có một cách nữa đó là cô thỉnh mời chư tăng về nhà cô, về cái nơi cô ở, thì khi mà cô làm phước đó, cô làm phước đó, cô hồi hướng ngay ở trong nhà của cô, ngay trên nơi cô ở, thì như vậy thì quyến thuộc cũng có thể hưởng được. Tại vì sao? Bởi vì đôi khi ở các tự viện á, ở các ngôi chùa á, thì có những cái vị trời hộ độ những cái người tu hành, và khi họ hộ độ như vậy đó thì những cái hàng phi nhân mà không có rõ lai lịch đó thì họ không có cho vào. Rồi, câu tiếp theo. À, vì ba mẹ con cứ niệm Phật A-di-đà, nhưng ai hỏi thì ba mẹ lại không biết Phật A-di-đà từ đâu ra, sinh tại nước nào, thành đạo ở đâu và để lại giáo lý gì? À, sư, xin thưa là sư cũng không biết là quý vị, cái người hỏi cái này và những cái vị mà đang có mặt ở đây, quý vị có cái niềm tin hay không? Tại vì có khi mình nói mà quý vị không có niềm tin, hoặc là nó trái với cái biết xưa giờ của quý vị đó, thì quý vị sẽ phản ứng, và khi mà quý vị phản ứng thì mình bỏ lớp thì nó uổng. Quý vị nói như thế này nè quý vị, là ở trong cái quyển là Tịnh Độ Cầm Tay, Tịnh Độ Cầm Tay của Thiền Sư Nhất Hạnh á, sư nghĩ là quý vị biết cái này ha, biết Thiền Sư Nhất Hạnh, thì Thiền Sư rất là nổi tiếng đó. Thì Thiền Sư có nghiên cứu và nói cái chuyện mà chúng ta niệm A Di Đà đó là một cái sự hiểu lầm do dịch thuật. Cái câu mà cái câu gì là Nam Mô
Amita tha năng đó, Amita Amita Buddha năng thì một số vị đó thì cái này là cái thể Buddha năng á, là nó xuống nhiều, nhưng mà một số vị á, thì lại xuống nhiều. Nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là đảnh lễ Amitta có nghĩa là vô lượng, vô lượng. Buddha năng có nghĩa là Phật, Phật nhưng mà Phật ở xuống nhiều, Phật ở xuống nhiều có nghĩa là đảnh lễ vô lượng Đức Phật, có nghĩa là tất cả các vị Phật, tất cả các vị Phật là con đều đảnh lễ hết, là không chỉ một vị này hai vị kia mà tất cả các vị Phật đều đảnh lễ hết. Nhưng mà đó, cái vị mà dịch thuật đó thì vị đó lại dịch nhầm là con xin đảnh lễ một vị Phật tên là Vô Lượng. Nhưng mà cũng chưa chắc là họ nhầm, tại vì họ nói là ở bên Trung Quốc đó là vô Nam Mô Vô Lượng Phật, nếu xin nhớ không nhầm là Nam Mô Vô Lượng Phật nếu họ dịch đó. Đó, tại vì cái Phật của họ đó nó không có chia số ít hay số nhiều, có tiếng Trung Quốc đó, tiếng Hoa đó nó không có chia số ít hay số nhiều như là tiếng Sanskrit và tiếng Pali, nó không có chia số ít số nhiều. Họ Phật chỉ nói Phật Nam Mô Vô Lượng Phật, thì mình có thể là vô tất cả vô lượng Đức Phật thì cũng là vô lượng Phật, mà một vị Phật tên là Vô Lượng thì cũng là vô lượng Phật. Mà tụng viết rồi đó, người ta nghĩ là thay vì là vô lượng Đức Phật có nghĩa là vô số rất nhiều Đức Phật, thì họ lại thành ra một cái nhầm lẫn, không biết nhầm lẫn từ lúc nào, đó là đảnh lễ một vị Phật tên là Vô Lượng. Mà khi mà một vị Phật tên là Vô Lượng đó thì cái Amitta đó thì họ không có dịch nghĩa nữa mà để là A Di Đà đó. Cho nên đó là thành ra là thay vì là con đảnh lễ là vô lượng Đức Phật, có nghĩa là Nam Mô Chư Phật á, thì mình lại thành là con xin đảnh lễ một vị Phật tên là Vô Lượng, và mình phiên âm lại luôn là Amitta đổi thành A Di Đà, thành ra là A Di Đà Phật. Cái này là không phải do sư chế ra mà là do Hòa thượng Nhất Hạnh ở trong cái cuốn Tịnh Độ Cầm Tay đó thì có phân tích về cái vấn đề này ha. Thì nó là một sự nhầm lẫn thôi, một sự nhầm lẫn. Cho nên là bây giờ hỏi là cái bây giờ vị Phật tên là A Di Đà mà sanh ở đâu, sinh thành đạo ở đâu và để lại giáo lý gì thì làm gì có. Mình hiểu nhầm ngay từ đầu thì làm gì, cho nên là làm gì có cái chuyện mà sinh ở đâu rồi thành đạo để lại giáo lý. Đây do vấn đề dịch thuật đó. Đáng lẽ nếu như mà quý vị hiểu á, là vô lượng Đức Phật có nghĩa là Nam Mô Chư Phật á, vô lượng Đức Phật thì không dịch ok, không có vấn đề gì hết, mình không có cái chuyện mà hiểu lầm rồi đưa đến cái chuyện mà tranh cãi rồi phân chia tông phái mà nó dữ dằn như bây giờ. Mà ngay ban đầu nó chỉ là sai có một tí thôi, mà mình nói là sai một ly mà đi một dặm đó. Rồi tiếp ha. Thưa sư, con xin phép hỏi là tu tập theo Bát Chánh Đạo từ số 1 đến số 5 là phần giới để làm phát sanh
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, từ số 6 đến số 8 là thiền định, để làm phát sanh chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đúng hay không? Sẵn ở đây sư sửa luôn, nó như thế này. Mình có là chánh kiến, chánh tư duy, ừ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, thì thưa cô đó, mình chia ra như thế này. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì cái phần chánh kiến, chánh tư duy á, thì nó là cái phần trí, có lẽ phần tuệ đó, nó là tuệ học ha. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó là giới học. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì nó là định học. Tám cái chi phần này á, mặc dù mình chia nó ra làm giới học, định học, tuệ học, nhưng mà không có nên mà cứng nhắc, có nghĩa là Đức Phật đâu có kêu mà mình là phải chia ra như vậy đâu. Mình đi mình chia ra, mình bắt đầu nói cái này bắt đầu là thuộc giới, cái này thuộc định, cái này thuộc tuệ. Chia thì vẫn được thôi, nhưng mà cái bản chất khi mà Đức Phật nói về bát chánh đạo đó nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà chúng ta tu tập bát chánh đạo thì mỗi cái chi phần này nó có tác dụng bổ trợ lẫn nhau. Có nghĩa là chánh kiến có được là nhờ chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định mà có chánh kiến. Và nhờ có chánh kiến nó sẽ hỗ trợ 7 cái chi phần còn lại là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nó giống như á là một cái bàn hoặc là một cái ghế mà nó có 8 chân, hoặc giống như là một cái con vật mà nó có 8 cái chân. Thì mình không thể nào nói là cái chân nào nó quan trọng hơn cái chân nào, mà tất cả các cái đó đều quan trọng như nhau và đều cần phải được phát triển như nhau. Và cái câu tiếp theo đó là có cần phải tu tập bát chánh đạo vững rồi mới tu tập tứ niệm xứ, thì sư xin thưa với cô là bát chánh đạo, khi mà cô tu tập bát chánh đạo cũng là cô tu tập tứ niệm xứ, và khi cô tu tập tứ niệm xứ cũng là cô tu tập bát chánh đạo, không có khác gì hết trơn á. Cái này khi mà đi vào thực hành là tự nhiên cô thấy là mình tu tập bát chánh đạo là cũng là tu tập tứ niệm xứ, và tu tập tứ niệm xứ cũng là tu tập bát chánh đạo. Chứ mình không thể nào nói là ví dụ như tôi muốn học nuôi heo, nhưng mà trước khi học nuôi heo thì tôi phải biết nuôi lợn trước đã, rồi khi nào tôi nuôi lợn rành rồi thì tôi sẽ nuôi heo. Thì nghe nó rất là buồn cười, bởi vì heo hay lợn nó đều là một. Thì cũng vậy,
bát chánh đạo hay tứ niệm xứ nó là một. Có nghĩa là ở cái nơi với người á, thì Đức Phật nói là tu tập bát chánh đạo, tại với họ, vì với họ nó thì họ nghe bát chánh đạo thì họ hoan hỷ, họ thích. Nhưng với người á thì Đức Phật nói là hãy tu tứ niệm xứ, thì khi họ nghe tứ niệm xứ thì họ hoan hỷ. Nhưng mà nên nhớ là khi tu tứ niệm xứ thì đồng thời nó cũng có các chi phần của bát chánh đạo trong đó nữa. Cái việc này thì từ từ là sư sẽ giải thích sâu, rồi giải thích thêm cho quý vị ha. Chứ hai này nó không có bảy cái phẩm trợ bồ đề, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Bảy thằng này tu tập một thằng thì cũng là tu tập sáu thằng kia, chứ mình không có chia ra cái kiểu như vậy, nuôi heo với nuôi lợn ha. Rồi, đối với thân phận cư sĩ có cần tìm hiểu bát chánh đạo và tứ niệm xứ không thưa sư, hay chỉ cần thực hành thập thiện nghiệp là đủ? Xin thưa với quý vị đó, tất cả các cái nội dung tu tập của Đức Thế Tôn đều có đi từ thấp tới cao, từ nông tới sâu. Cái người á mà sơ cơ á, thì thực hành ở cái tầng bậc của sơ cơ. Cái người mà thuần thục thực hành theo tầng bậc của thuần thục. Cái người một cái vị thánh nhân thì vị đó sẽ thực hành theo cái cách của một vị thánh nhân. Cho nên phàm mà tại gia cư sĩ á, thì có cách thực hành bát chánh đạo của tại gia cư sĩ, có cách thực hành tứ niệm xứ của tại gia cư sĩ, mà hàng xuất gia đó có cách thực hành bát chánh đạo của hàng xuất gia, có cách thực hành tứ niệm xứ của hàng xuất gia. Và một vị thánh hữu học thì cũng có cách thực hành bát chánh đạo, tứ niệm xứ của một vị thánh hữu học. Và thập thiện nghiệp thì dù cho cư sĩ tại gia hay là xuất gia thì đều cần hết. Mình đừng bao giờ mình có cái suy nghĩ là thập thiện nghiệp thì nó là thấp, mà tứ niệm xứ thì nó là hàng cao cấp. Không nên như vậy. Nó hoặc là mình nghĩ là cái chuyện tu thiền là cái chuyện mà hàng cao cấp, thứ dữ, ngon lành. Còn cái chuyện làm phước, bố thí là cái chuyện cấp thấp thì để cho những người cấp thấp làm. Không đúng. Xin lấy ví dụ. Mấy cái tay mà đại gia mà giàu nhất Việt Nam á, thì hình như là tay nào cũng có máy bay riêng hết trơn á. Đúng không? Có máy bay riêng. Nhưng mà nói như vậy thì không lẽ giờ họ đi đâu họ cũng xách máy bay. Đâu đúng. Họ phải xài, có khi họ phải xài ô tô. Nhưng mà có khi họ xài xe gắn máy. Nhưng mà khi mà họ vào những cái tòa nhà thì họ đâu cần ô tô xe gắn máy làm chi, mà họ chỉ cần một cái đôi giày tốt là được. Thấy chưa? Cũng vậy đó. Có những khi mà mình cần cái phước của tu thiền, cái phước hành thiền tứ niệm xứ đưa đến cái phước giải thoát, mình cần cái đó. Nhưng mà có những khi á, mình cũng cần những cái phước như là cái phước bố thí. Chứ sư nói thiệt với quý vị, cái người á, mà hành tứ niệm xứ có phước nó khác với người hành tứ, có phước bố thí nó khác với người hành tứ niệm xứ không có phước bố thí. Cái người hành tứ niệm xứ mà có phước bố thí á, họ đi các trường thiền, họ đi đụng toàn là các cái trường thiền, ăn ngon thiệt là ngon, chỗ ở là đẹp như châu Âu. Sư đi rồi mà sư không biết cái phước đó chắc được dài hơn mà, chứ không có nhiều. Nhưng mà rõ ràng khi mình có cái phước bố thí á, cái nơi mình hành thiền cũng là cái nơi xịn nữa. Từ cái chỗ ở ha, nước uống ha, cơm thực phẩm, rồi tới cái chỗ hành thiền nó toàn là xịn hết. Vui lòng tắt cái micro. Đó. Rồi khi mà mình quán sát, ví dụ như là quán các cái cảm thọ, thì họ chỉ cần quán những cái cảm thọ lạc của họ thôi. Ví dụ như no nè ha, mát nè ha, cảm thọ dễ chịu đó. Rồi họ tiếp xúc vải thì cái sự nó mềm, vải mềm, vải mịn,
thì cái quán của họ nó quán là những cái nó rất là sang. Còn cái người mà cũng thực hành tứ niệm xứ mà thiếu cái phước bố thí đó, thì khi họ tới cái trường thiền á, thì trường thiền thằng nó nóng nóng như cái chảo lửa, mà họ lại do cái, phải nói là do cái tiền nghiệp á, cho nên họ khoái chỗ đó, họ hoan hỷ với chỗ đó, cho nên là họ cắm đầu vô những cái nơi mà phải nói là nó nóng chảy mỡ luôn, mà ốm nhôm nhất nè, mà có chui vô cái chỗ mà như cái chảo lửa đó, là mồ hôi mồ kê, rồi xung quanh á, thì rác rồi dơ bẩn, cốc liêu thì không có đầy đủ, có khi là một cốc thì ở mấy người đó, rồi ăn uống thì nó không có vừa với cái khẩu vị, lúc thì nó mỡ nhiều quá, rồi mặn quá, rồi gia vị nhiều quá, hoặc là cái này cái kia ăn thì nó không có hợp khẩu vị, ăn mà chỉ ăn để lấy no thôi đó. Rồi hành thiền á, thì thiền sư là bắt là anh phải kham nhẫn, đau là không có được đổi tư thế, ngồi là phải kham nhẫn, học cách kham nhẫn, coi những cái thọ khổ đó là đối tượng để quan sát. Và khi mà họ quan sát á, hành thiền á, họ quan sát là họ quan sát cái gì? Mũi tiếp xúc với những cái cảnh bất như ý, cái mùi hôi của rác nè ha. Mắt phải nhìn những cái cảnh không như ý, là nhìn những cái cảnh xấu nè ha. Cốc liêu thì nó dột, nó nát nè ha. Rồi cảm thọ thì cảm thọ khổ, nắng, nóng đó, đau đó, quan sát cái cơn đau, quan sát, cứ quan sát hoài, ngày này qua ngày khác không thấy nó hết, đau hoài, đau hoài đó. Người ta nói là cái gì, khi mới yêu em thì hay anh hay nắm tay anh dặn dò, nên bây giờ giống như là khi mới tu tâm thì như ai nắm tay mà dặn cái giò đó, đó nắm mà dặn cái giò, dặn từng khớp thì nó đau, nó xiết. Thì quý vị thấy cũng là tu thiền, nhưng mà cái người có phước nó khác người không có phước. Cái đối tượng quan sát của người có phước nó khác đối tượng quan sát của người không có phước. Mà đương nhiên là khi chứng rồi thì ai cũng như ai. Nhưng mà sư nói thiệt là nếu như mà mình được thì sao mình không tu, không ráng mình làm thập thiện đi, thì thêm chút xíu bố thí, thêm chút xíu phục vụ, thêm chút xíu công đức có chết thì bay nào đâu. Đó. Chứ còn mình nghĩ cao xa quá, mình lo mình tu thiền mà không có thèm làm công đức, được thì cũng được á, mà mai mốt để hồi khổ rồi đừng có mà khóc nghe. Rồi. Thì kính thưa sư, cho con xin được hỏi câu thứ nhất: tin hoặc không tin vào một điều gì khi chưa đủ trí tuệ, ví dụ như một bộ kinh điển nào đó, thì có phải do nghiệp của đời quá khứ hay không? Câu hỏi thứ hai: tứ thánh đế và bát chánh đạo có phải là con đường duy nhất mà Đức Bổn Sư Thích Ca chỉ dạy cho các đệ tử và chúng sanh để đi đến sự giải thoát giác ngộ không ạ? Cái câu thứ hai này đó, thì quý vị ghi chú dùm cho sư ha. Cái ê cá mắc gô. Là cái con mình hay gọi là cái con đường độc đạo, con đường duy nhất. Con đường duy nhất. Thực tế nó không phải như vậy. Ekamago đó, nó có nghĩa là cái con đường độc đạo, có nghĩa là con đường trực tiếp, con đường không có ngã rẽ. Ví dụ như khi mà mình đi thì mình đi sẽ gặp cái ngã 2, ngã 3, ngã 4. Đó, thì có khi là mình rẽ, mà mình rẽ sai thì mình đi lạc đường. Mình rẽ đúng thì mình mới không có đi lạc đường. Nhưng mà cái con đường tứ niệm xứ và con đường bát chánh đạo
nó là con đường không có ngã rẽ, có nghĩa là một cái con đường thẳng. Khi đi trên con đường đó là chỉ có đi đến một nơi thôi, không có rẽ chỗ này, không rẽ chỗ kia, nó chỉ đi đến một nơi, đó là giải thoát, là niết bàn. Cho nên nó không nên hiểu là con đường duy nhất, có nghĩa là chỉ có con đường này chứ không có con đường khác, nó không đúng. Mà nó là con đường độc đạo, có nghĩa là con đường không có lối rẽ ha. Tại sao vậy? Bởi vì bởi vì đó, có những vị chứng thánh đạo thánh quả bằng cách quan sát 12 nhân duyên. Có những vị chứng thánh đạo thánh quả bằng cách niệm sự chết. Có vị chứng thánh đạo thánh quả bằng cách quán niệm hơi thở. Thì đương nhiên là cái quán niệm hơi thở nó nằm ở trong thân hành niệm, và thân hành niệm thì nó cũng nằm ở trong tứ niệm xứ, thì nó cũng họ hàng bà con với tứ thánh đế, với bát chánh đạo. Tuy nhiên quý vị phải hiểu cho kỹ để mình tránh cái suy nghĩ thì đây là con đường duy nhất ha, có nghĩa là ngoài cái pháp môn này ra là không còn một cái cách nào nữa hết. Đây, sau đây là những cái con đường độc đạo, đó là gì? Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Nó là con đường độc đạo, nên hiểu là con đường độc đạo chứ không phải là con đường duy nhất. Tại vì nếu như mà mình nói là con đường duy nhất như vậy thì chỉ có bát chánh đạo thôi, chứ không có thất giác chi. Thất giác chi không phải, chỉ có bát chánh đạo thôi, không có 12 nhân duyên. 12 nhân duyên không phải, là sai. Và nếu như mình nói cái thằng bát chánh đạo là con đường duy nhất, mà tứ niệm xứ là con đường duy nhất, rồi 12 nhân duyên là con đường duy nhất, như vậy không lẽ Đức Phật nói câu này nó chổi câu kia hay sao? Đúng không? Có nghĩa là giống như là mình gặp có anh, có một cô, anh thì cô nói là có một anh đã nói là cô này là cô A là đẹp nhất, rồi cô B là đẹp nhất, rồi cô C là đẹp nhất. Rốt cuộc ba cô hỏi rốt cuộc anh chọn cô nào? Tôi nói mà ba cô nào cũng đẹp hết, tôi chọn hết ba cô là nó tan nhà nát cửa. Không phải vậy. Nó là con đường độc đạo. À, sẽ quay lại vấn đề tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thất giác chi, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực. Nó là con đường độc đạo, nên hiểu là con đường độc đạo, có nghĩa là con đường không có lối rẽ chứ không phải là con đường duy nhất. Còn cái vấn đề câu hỏi thứ nhất là tin hoặc không tin một điều gì khi chưa đủ trí tuệ, như là tin một bộ kinh điển nào đó thì có phải do nghiệp đời quá khứ hay không? Có một vị đó nói với Đức Phật như thế này, đó là bạch Đức Thế Tôn, là theo con thì tất cả những cái thứ lớn nhỏ trên đời này là đều do nghiệp hết. Và Đức Thế Tôn nói là này, này vị tỳ kheo, vị tỳ kheo đó tên gì thì sư quên mất rồi, là đừng có phỉ báng Như Lai. Có nghĩa là không phải cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp, chị nên nhớ như vậy. Cho nên thì cái chuyện mà nó có phải do nghiệp của đời quá khứ hay không thì làm sao mà mình biết được. Có một phần là do cái nghiệp quá khứ, nhưng mà có một phần là do cái môi trường sống hiện tại nó hung đúc tôi. Ví dụ như tôi sinh ra và lớn lên ở trong một cái gia đình Hồi giáo, và người ta có một bạn báo là không kết nối được âm thanh, thì hỏi giùm mấy cái vị ở trong group ha. Đó, thì một vị là sống và sinh ra lớn lên trong một cái gia đình Hồi giáo, thì bản thân sinh ra và lớn lên trong một gia đình Hồi giáo đó là do cái nghiệp quá khứ của họ là đúng rồi. Nhưng mà khi mà ở đó thì họ được dạy là cái đấng Allah là cái đấng cao cả nhất, được dạy cái đạo luật của đạo Hồi, cái nền tảng giáo lý của đạo Hồi,
thì cái chuyện họ sinh vào đó có thể là chỉ đơn giản là họ bị họ là quyến thuộc, thân bằng quyến thuộc, rồi bắt đầu là họ trong cái môi trường Hồi giáo đó thì họ bắt đầu họ tin theo đạo Hồi. Nhưng mà đó là do cái môi trường nó tác động lên họ, và họ thấy hình như là cái nền tảng giáo lý của Hồi giáo này nó không phù hợp với mình, nó có vẻ nó chổi như thế nào đó. Nhưng mà do họ không có sự lựa chọn khác, và trong cái xã hội của họ, mà nếu như trong một xã hội Hồi giáo, vui lòng bạn nào đó vui lòng mà tắt cái chế độ chia sẻ màn hình ha. Mai Nguyễn, trong cái gia đình Hồi giáo đó, thì trong một cái xứ sở Hồi giáo mà mình không có tin thì là người ta sẽ xử tử, cho nên là họ không có một cái lựa chọn nào khác, mà mãi về sau thì họ mở rộng ra, họ đi nước này nước kia thì họ mới biết là hình như là thế giới nó không chỉ có mỗi đạo Hồi. Cho nên á, cái chuyện mà mình tin hay không tin á, nó ngoài cái chuyện là tiền nghiệp ra thì nó còn do cái môi trường tác động lên họ nữa, và ngay cả cái khuynh hướng tâm lý của họ nó cũng sẽ tác động lên họ, chứ mình không nên cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp. Còn ngoài ra đó, còn một cái vấn đề nữa là mình dựa vào đâu để mà mình tin hoặc không tin một cái bộ kinh nào đó. Thì sư nói như vậy cho chắc, nếu như mình không phải là một bậc đa văn, có nghĩa là mình nghe nhiều, học rộng, có trí, biết suy tư, có cái sự suy xét, thì quý vị nên chọn những cái lĩnh vực an toàn. Ha? Lĩnh vực an toàn là cái gì? Là chỉ đọc, nghe những bài kinh nào có liên hệ với tứ đế, với tứ niệm xứ, với tứ chánh cần, với tứ nhị túc, với ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo. Lựa những cái bài kinh đó mà nghe. Còn những bài kinh khác không nghe, không có chết. Đó, có nghĩa là mình lựa cái mình an toàn. Nó vậy thôi. Con có câu hỏi mong được sư chỉ dạy. Con không thể giữ nổi giới, cụ thể là giới tà dâm. Con là nam, còn độc thân. Mặc dù con biết sau khi phạm giới con rất khó định trong lúc ngồi thiền, nhưng con vẫn bị cảnh trần lôi kéo, con rất khổ tâm. Con chỉ muốn xin sám hối với sư, và vì con biết mình đã làm thì quả mình phải chịu. Con xin sám hối với sư thì tội con có nhẹ bớt hay không? Con cảm tạ ơn sư. Rồi. Phải nói đó quý vị, trong năm giới đó thì có những cái giới mà mình dễ giữ, mà cũng có những cái giới mà mình khó giữ. Có những cái giới đối với cái người mà mình thấy người ta phạm giới, mình không hiểu là tại sao họ có thể họ phạm cái giới đó. Nhưng mà có những giới là mình lại không hiểu hỏi là tại sao họ lại giữ được cái giới đó. Ví dụ như hồi xưa mà khi mà xưa là còn là con nít á, em bé á, mà mới chừng có 7-8 tuổi thì cỡ đó, thì có cái trò rất là vui. Có nghĩa là xưa lấy cái thun á, cọng thun cột á, cắt đôi, cắt một đầu, rồi mình làm giống như cái ná gì đó, rồi nó có cái ổ kiến á, rồi mình cứ chạy cái đó, mình bắn mấy ổ kiến, mình cứ tưởng tượng cái cảnh mà mình công thành đó ha, rồi kiến nó lên, giống như là những kẻ địch đó, rồi mình giết nó. Thì cái chuyện đó hồi nhỏ mình nghĩ chuyện đó là chuyện bình thường, mà tới bây giờ khi xuất gia rồi mình mới biết là mình đã làm cái đại trọng nghiệp, có nghĩa là mình giết, mình sát sanh, mình giết một cái số lượng lớn, số lượng rất là đông, mà hồi nhỏ mình không biết.
Thành ra hồi nhỏ mình thấy cái chuyện mình sát sanh là cái chuyện bình thường, nhưng mà tới khi mà mình có được cái sự hiểu biết tương đối rồi thì mình thấy cái chuyện đó là chuyện đáng kinh sợ. Và cho tới bây giờ mình không thể hiểu được là tại sao mà một người lại có chuyện mà họ lại nghĩ đến cái chuyện là đi giết hại một cái chúng sanh khác, có thể nghĩ đến chuyện mà chấm dứt sinh mạng của một chúng sanh khác. Tới bây giờ thì mình lại không còn cái điều kiện mà tâm lý của một phàm phu, chứ mình không nói mình thánh. Mình không hiểu nổi là giận gì thì giận, nhưng mà tại sao có thể mình có thể giết con này giết con kia, chứ đừng nói chi là giết người. Đó. Và trong trường hợp này thì cái giới tà dâm cũng vậy. Có khi mình thấy cái giới này nó dễ giữ, tại đơn giản là mình ông sư. Cái chuyện mà tiếp xúc với người nữ thì sư nói thiệt với quý vị nha, cái lúc mà sư đi khất thực á, mấy cô mà để bát, để vô bát sư á, có những người á, mà phụ nữ mà lớn tuổi, sư biết lớn tuổi là tại sao, cái tay của họ, tay của người già đặt vào bát của mình thì mình biết là tay người già, thì mình biết là người người lớn tuổi. Chứ sự chớ hề mà sư nhớ mặt ai trên những vị mà đặt bát đi cúng dường đặt cái thức ăn vô bát, sư không có nhớ mặt. Tại sao không nhớ mặt? Có nhìn mặt họ đâu mà nhớ. Đó. Tại vì sao Phật dạy rồi, ra đường đi một vị tỳ kheo đi khất thực là chớ dạy mà nhìn người nữ. Nhìn người nữ nó phiền hà đủ thứ hết, mặc dù cho dù họ là người già. Đó. Huống chi là người trẻ. Cho nên phải nói là ở đây mà có vị nào mà từng đặt bát cho sư thì quý vị quan hỷ, sư không có nhớ mặt quý vị đâu. Đó. Cho nên mình thấy là cái giới mà tà dâm thì nó không vấn đề với mình, nó không phải là vấn đề gì nặng lắm, tại vì mình không có cái người mà ngụp lặng như là cư sĩ. Còn cư sĩ họ tiếp xúc nhiều, thậm chí nhiều lúc họ làm trong những cái ngành nghề cái chuyện đó nó dễ. Đó. Nhưng mà sư nghĩ như vậy là sư ớn nè. Cái người mà phạm với tà dâm á, nếu như là người nam á, thì đương nhiên là sau khi mà đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula đủ hết rồi mà còn cái nghiệp dư sót của gì. Nếu như mà mình từng là người nam, đời sau mình chuyển làm người nữ. Mà nữ nào phải nữ đẹp nha, nữ xấu chứ phải nữ đẹp nha. Quý vị có biết là có những cái người nữ á, mà họ nếu như mà họ không có mặc váy hay không có mặc những cái trang điểm như là người nữ thì người ta tưởng đó là đàn ông. Thậm chí là họ mặc người nữ người ta tưởng là nam, nam giả nữ. Đó, hoặc là nó xấu mà xấu tàn canh. Thì mình có thể mình tái sanh làm cái người nữ mà nữ xấu như vậy. Rồi tới hồi mà mấy cái đứa mà mình ghét á, mấy cái thằng mà trời ơi nó đen mà nó lông lá mà nó hôi hôi rình á, xấu tính xấu nết, mình ghét muốn chết luôn. Mình là thằng đàn ông mà mình cũng ghét thằng đàn ông, nhưng mà tới hồi mình mang cái thân nữ rồi đó, cái nghiệp nó xui khiến mà mình với nó thương nhau, về hai đứa ôm chung một chỗ, trời ơi mình nghĩ thôi là mình đã muốn chết rồi quý vị. Đó. Mà do cái nghiệp là mình ghét nó cho nên đem về là hai đứa để mà hành hạ nhau. Đừng bao giờ nghĩ cái chuyện là mối tình xét đánh nó lãng mạn, chưa chắc đâu quý vị. Có những cái mối tình xét đánh về để mà nâng đỡ nhau, nhưng mà có những cái mối tình xét đánh về để mà đánh nhau, để mà làm khổ nhau, để mà hành hạ, mà đày đọa nhau. Mà chính bởi vì do cái nghiệp cho nên không bỏ được, mà không chịu bỏ. Đó, chồng nó đánh mà đánh lên bờ xuống ruộng, đánh ngày này qua ngày khác, hoặc là chồng nó phụ, chồng nó như thế này thế kia mà không bỏ là không bỏ. Tại sao vậy? Tại vì cái duyên, cái nợ nó bợ vào nhau thì lúc đó là mình cứ vậy mà mình trả nghiệp với nhau. Mà nếu như mà mình biết là đời trước mình là thằng đàn ông, mà bây giờ mình mang cái thân nữ mà mình lấy phải một cái thằng mà đời này là mình ghét muốn chết luôn. Cứ suy nghĩ, sư nói quý vị cứ suy nghĩ, nghĩ tới cái thằng mà quý vị ghét nhất ha, nghĩ tới cái thằng mà quý vị ghét nhất,
nó xấu tánh xấu nết như thế nào, mình nghĩ là đời sau kiếp khác rồi mình phải lấy cái thằng đó mình ở chung một nhà, mình hầu hạ nó rồi gì mới biết sợ cái giới tà dâm. Chứ còn bây giờ nói đâu biết sợ, mình cứ nghĩ là à, tiếp xúc với mấy cô thì nó dễ thương nó đẹp. Nhưng mà tới hồi mà quý vị phải đi về mà ở với cái thằng mà nó hôi rình mà nó dơ hầy đó thì quý vị mới thấy ngán. Cho nên á, một trong những cách giữ giới có nghĩa là gì? Nghĩ đến cái quả báo mà mình phải chịu. Nhờ nghĩ đến cái quả báo mà mình biết trùng chân. Nhìn thấy một cô đẹp mình chuẩn bị mình phạm giới chung với cổ, thì nghĩ tới cái thằng mà nó hôi rình mà nó dơ hầy đó, đời sau mình phải lấy mình hầu nó, thì có cắn răng mà chịu được hay không thì suy nghĩ lại ha. À, còn cái nữa đó là cái chuyện mà mình phạm giới rồi mình sám hối. À, thì nói như vậy, cái chuyện mà quý vị sám hối là chuyện tốt. Dù cho là mình sám hối xong rồi đó, mình không có giữ được cái giới đó. Phạm rồi sám hối rồi lại phạm. Nhưng mà ít nhất á, quý vị có một cái điểm đáng quý. Đó là gì? Quý vị có cái lòng hổ thẹn. Chính cái hổ thẹn là cái đáng quý. Chứ nhiều người họ phạm giới mà họ không có hổ thẹn. Quý vị ráng giữ cái lòng hổ thẹn đó. Khi mà mình biết hổ thẹn, mỗi một lần mình phạm giới, mình hổ thẹn đến một mức độ nào đó, thì mình sẽ đủ cái nghị lực, đủ quyết tâm để mà mình không có phạm giới nữa. Cái sự nhìn ở cái chỗ đáng quý của quý vị đó là phạm giới mà biết hổ thẹn. Nó hơn, nó vẫn hơn cái người mà không biết hổ thẹn. Còn cái chuyện mà sám hối có nhẹ bớt hay không thì sư như sư nói, bản thân cái việc mà quý vị hổ thẹn khi mà quý vị phạm giới đó thì nó là một cái thiện nghiệp, mặc dù nó thọ ưu ha, nó là cái quả, nó là cái bất thiện, nhưng mà nhờ cái chuyện mà mình có hổ thẹn tội lỗi, có sự ghê sợ với tội lỗi, mà cái nghiệp của mình nó sẽ nhẹ hơn so với người cũng làm cái nghiệp tương tự mà họ không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi. À, và còn một cái vấn đề cũng liên quan nữa, đó là không hiểu sao quý vị không hỏi, đó là cái người mà Phật tử quy y Tam Bảo mà phạm giới thì nó khác gì với cái người không có quy y Tam Bảo mà vẫn phạm giới? Nó giống nhau ở chỗ này nè, có nghĩa là cái nghiệp quý vị chịu thì chịu như nhau. Cái nghiệp chịu như nhau, nhưng mà nếu như cái người mà có quy y Tam Bảo đó, họ có cơ hội để sanh cái lòng hổ thẹn, nghĩ là mình đã phạm giới cho nên họ sanh cái lòng hổ thẹn, chính nhờ cái lòng hổ thẹn đó nó giúp cho cái nghiệp họ nhẹ. Chứ bản thân Tam Bảo không có giúp gì quý vị hết á. Nhưng mà khi quý vị nghĩ tới Tam Bảo á, nghĩ tới cái giới á, quý vị có cái lòng hổ thẹn, thì nhờ như vậy đó, cái nghiệp của mình á, nó sẽ không có nặng như cái người mà không có đức tin nơi Tam Bảo và họ làm nghiệp với không có cái lòng hổ thẹn. Cái nữa đó là nhờ mà mình có đức tin nơi Tam Bảo, đương nhiên khi mình phạm giới thì mình sẽ chịu khổ, nhưng mà người đức tin Tam Bảo thì được như vậy, khổ quá biết níu áo Phật, biết níu áo chư tăng, khổ quá biết lết vô chùa, biết quỳ dưới chân Phật, thậm chí nghĩ tới cái chuyện xuất gia. Nó vẫn hơn cái người khổ quá thà nhảy lầu tự tử chứ nhất quyết không có chịu tu. Khổ quá thì thôi thì cứ cuốn lâu theo nghiệp, thì cứ làm chuyện này làm chuyện kia chứ chớ hề nghĩ tới cái chuyện mà quỳ dưới chân Phật, chớ hề nghĩ tới cái chuyện làm phước, chớ hề nghĩ tới cái chuyện mà tu tập dù chỉ một chút xíu nhỏ nhoi. Thì quý vị thấy là nó vẫn hơn, có nghĩa là người mà có thọ quy y, có thọ giới, có quy y, dù sao thì vẫn có nhiều cái lợi thế hơn là người
không có quy y, không có thọ giới. Hơn nữa đó, khi mà quý vị quy y Tam Bảo, thọ giới đó, quý vị sẽ gieo cái nhân lành với rất nhiều những cái vị thiện tri thức, những cái vị mà cũng thờ kính Đức Thế Tôn. Thì nhờ như vậy đó, khi mà mình trong những cái lúc mà mình ngặt nghèo, thì các vị đó có thể nhắc nhở mình về chánh pháp. Nhiều trường hợp lắm quý vị, một người đó họ rơi vào cái con đường cùng cực, họ chuẩn bị họ kết thúc cái sinh mạng của họ, mà họ chỉ cần nghe một cái tiếng Phật thôi, nghe một cái câu Phật ngôn thôi, nghe một cái gì đó nó liên quan tới Phật, thì tự nhiên là họ hồi đầu lại, họ không tự tử nữa. Thì đó là cũng nhờ cái phước mà hồi xưa đó mình đã từng nương nhờ nơi Tam Bảo, mình đã từng gieo nhân cho những cái bậc thiện tri thức. Chứ đâu có phải là tự nhiên là ai đâu rảnh đâu mà nói một cái câu Phật Pháp để cho mình nghe. Mình phải có một cái duyên gì đó với họ thì họ mới nói một câu Phật Pháp để cho mình nghe. Thấy chưa? Cho nên dù cho phạm giới nó vốn là điều không nên, nhưng mà dù sao đi nữa, có sự nương nhờ nơi Tam Bảo thì nó vẫn hơn là cái người mà không biết Tam Bảo là gì. Con xin chào sư và các bạn hữu, kính thưa sư, mong sư giải đáp giúp con. Có lần con ngồi thiền, nước mắt cứ chảy ra, người con rung lên làm động tâm các huynh đệ bên cạnh. Có lần khác con ngồi thiền một mình, hoặc con ở chùa lại Phật, chân tay con cũng muốn mấy các kiểu. Này sư góp ý tí xíu ha, đâu ai bắt quý vị phải ngồi. Nếu mà mình ngồi thiền không được thì mình cứ đi thiền à, chứ không cần mà mình phải ngồi. Mà ngồi chi mà để mình bị đủ thứ chuyện, thì lần sau quý vị cứ đi thiền là ổn ha. Đổi tư thế, đổi oai nghi thôi. Ngồi thiền mà nhắm không được thì đi thiền, không việc gì mà mình phải lo hết. Thêm nữa, lần đầu tiên con biết đạo là do nghe một bài hát về Phật giáo, nước mắt con cứ thế tuôn ra cả ngày đêm hôm ấy sư ạ. Sư giải thích giúp con với. Thì cái này hình như nó cũng giống với cái sư nói hồi nãy. Giống với cái sư nói hồi nãy có nghĩa là gì? Đời trước á, mình đã từng nương nhờ nơi Tam Bảo, nương nhờ nơi Đức Phật, với chánh pháp, với chư hiền thánh tăng. Cho nên đời này á, khi mà nghe cái gì đó nó liên quan tới Phật á, là mình xúc động. Có khi xúc động mãnh liệt, đó là nhờ mình đã gieo cái duyên lành với Tam Bảo từ đời trước. Cho nên đời này mình gặp là mình mừng lắm. Giống như mà bò con mà bị lạc mẹ mà gặp lại mẹ. Không biết quý vị có bao giờ hồi nhỏ nít mà đi đâu mà lạc mất mẹ hay chưa? Tới hồi mà tìm được mẹ mừng lắm. Sư hồi xưa, hồi nhỏ xíu, hồi mà chắc chừng cỡ 5-6 tuổi gì đó, đi công viên Hồ Kỳ Hòa đó, cái đi sau đó rồi đi lạc, nhà gần cái đó, đi chung với mẹ, nhưng mà không hiểu là rốt cuộc là mẹ đi đâu á. Mình cứ ngồi quanh cái hồ thôi, rồi tới hồi mà mình ngó lên thì mẹ nó mất tiêu rồi, không biết mẹ ở đâu hết. Mình đi mình tìm nó, sư đi sư tìm, mà tìm hoài tới hồi nó vừa lo cái tâm lý con nít, mà tới hồi mà gặp mẹ đó, gặp được mẹ rồi đó, mẹ cười, mẹ không có nói gì, mẹ cười, trời ơi mẹ tới ôm mình. Trong khi đó mình thấy mẹ từ xa, lúc mà đang đi tìm mình không có khóc đâu, nhưng mà tới hồi mà gặp được mẹ rồi tự nhiên là khóc, trời ơi khóc như rươi. Thì cũng vậy đó, khi mà mình quý vị gieo cái duyên cho Phật Pháp, và với cái duyên mà nó sâu dày, nó sâu tới cái mức độ nhất định đó, thì có khi mà quý vị gặp Phật Pháp mà quý vị khóc á,
là chuyện bình thường. Nó giống như là con mà bị lạc mẹ lâu ngày, tự nhiên bây giờ gặp lại mẹ rồi mình khóc rồi có chuyện, nó chuyện bình thường. À, cho nên là cứ yên tâm và cứ vững đức tin nơi Tam Bảo. Còn cái chuyện mà tay chân mình múa máy á, thì phải xem lại coi. Có khi á, là do một cái với lại biết đạo là do một bài hát về Phật giáo, thì có khi hồi xưa á, mình làm cái nghiệp gì nó liên quan tới cái chuyện ca múa. Đương nhiên sư không có thần thông thì sư đâu có biết, nhưng mà có khả năng á, là mình có một cái nghiệp gì đó liên quan tới chuyện ca múa, cho nên á, là bây giờ nó huân tập thành ra là mình có khuynh hướng cái chuyện đó, có khuynh hướng là mình thích ca thích múa. Nhưng mà thôi, cái chuyện quá khứ thì thôi, bây giờ đời nay thì mình lo cái chuyện đời nay, mình lo mình tu tập đi. Còn đời trước thì mình có là cái gì là cái chuyện của đời trước. Còn nếu mà không muốn múa nữa thì sau này thì thôi mình tránh những cái nó liên quan, ví dụ như là ngồi thiền hay là mình lạy Phật hoặc là làm cái kiểu gì đó để cho tay chân mình múa, thì mai mốt này tránh nó đi, mình đổi qua đi thiền cũng được. Hoặc là mình có thể mình tới chùa mình phục vụ, tới chùa học đạo. Mà sư lạ chỗ hiếm Phật tử nào mà chịu tới chùa học đạo lắm. Gặp sư thì có một là sợ như sợ cọp, thấy ông sư ông thầy cứ tưởng y như là họ là cái gì đó nó kinh khủng, nó ghê gớm lắm, làm ăn thịt mình hay sao chừng, không có dám tới để mà học đạo, để mà hỏi đạo. Quý vị, hơn nữa quý vị nên tránh cái suy nghĩ này. Gặp nhà sư, gặp ông thầy tu tốn tiền, tránh cái suy nghĩ đó. Tôi nói thẳng, tránh suy nghĩ đó. Nếu như mà một vị tu sĩ mà gặp quý vị mà nhìn vô cái túi tiền của quý vị thì cái người đó không xứng để quý vị tiếp, không xứng để quý vị quỳ quý vị lại. Cho nên quý vị cứ tới học đạo, hỏi đạo, khi quý vị hiểu đạo rồi đó thì mình sẽ đỡ nhiều chuyện lắm. Đó, rồi không nữa thì mình, nếu mình thấy hoan hỷ trong cái chuyện phục vụ á, thì có thể tới chùa phục vụ. Đó, rồi khi mà thiền thì mình có thể đi thiền. Chứ sự thấy lạ một điều á, là người ta cứ bắt nhau cứ phải ngồi thiền, trong khi những có những con người rõ ràng là họ không thích hợp để họ ngồi, mà mình cứ bắt họ phải ngồi cho bằng được. Ngồi theo ý của quý vị chứ không phải ngồi theo ý người ta đâu. Người ta thích hợp đi thiền cứ để người ta đi thiền, người nào thích ngồi thiền để họ ngồi thiền. Mỗi người có cái oai nghi thiền phù hợp với họ, không có nên bắt họ mà phải như mình. Cô sư, trước khi mà chuyển sang câu hỏi, giáo sư con xin hỏi kỹ là phương pháp tu tập rải tâm từ giáo sư, vì nó hơi lạ, con chỉ biết là rải tâm từ đến người sống, nhưng mà rải tâm từ đến, vì nó liên quan tới câu hỏi số 1. Rồi. Nó như vậy thì đương nhiên á, là khi mà quý vị tu cái chuyện mà tu tập rải tâm từ á, nó có hai loại ha. Là thứ nhất là rải tâm từ với một đối tượng cố định. Cái đó là phương pháp rải tâm từ để chứng đắc các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn cái phương pháp thứ hai là cái phương pháp rải tâm từ đại chúng. Có nghĩa là mình hướng tâm từ đến những cái đối tượng không có cụ thể, một cái số lượng nhiều. Cái đó là mình không, mặc dù không có chuyên, coi là không có chuyên bằng cái chuyện mà mình rải tâm từ đối với một đối tượng, nhưng mà nó cũng trong cái phạm trù của tâm từ. Rồi. Cô rõ cái chuyện này chưa? Alo. Dạ rõ ạ. Ừ, rồi. Rồi, mình trả lời một câu nữa là nghỉ ha. À, dạ thưa sư, sư tranh thủ trả lời những câu hỏi trong đoạn chat, tại vì có mấy vị vào sớm, mấy vị hỏi trước đó sư.
Sư không có thấy mà bây giờ chắc gom vô đi cho rồi. Tại vì cái như sao nói là bây giờ chắc có gì tranh thủ là gom vô trong đây thôi, chứ còn bây giờ làm sao mà sư ấy gom gom vô trong cái bảng này đi. Tại vừa nãy sư nói là trước 7 giờ rưỡi. Trước 7 giờ rưỡi quý vị vô, quý vị có thể hỏi trước, nhưng mà quý vị hỏi là hỏi trực tiếp với sư, chứ còn nhiều lúc sư đâu có nhìn cái đoạn chat đâu mà sư để ý thấy. Kính thưa sư, con có một thắc mắc muốn được giải đáp. Nhà con trong chợ mà phần sân trước nhà cho thuê để người ta giết gà vịt sống để bán. Con hỏi sư, gia đình con có phạm giới sát sanh hay cộng nghiệp gì hay không? Xin thưa với quý vị đó, cái chuyện mà mình phạm giới sát sanh đó thì không có ha. Không có phạm giới sát sanh tại nó không có đủ những cái chi phần của cái giới sát sanh. Tuy nhiên cộng nghiệp là có. Cộng nghiệp á, là như thế này, có nghĩa là mình tạo điều kiện để cho người ta có chỗ người ta sát sanh. Đó là cái nghiệp thứ nhất mà mình tạo. Cái thứ hai á, là mình hưởng lợi từ cái việc người ta sát sanh. Tại vì người ta thuê chỗ đó, người ta sát sanh và người ta trả tiền thuê cho mình. Có nghĩa là mình hưởng lợi từ cái việc người ta sát sanh. Như vậy á, thì quý vị sẽ cộng nghiệp chung với họ ha. Không có phạm giới trực tiếp nhưng mà mình có cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp á, nó như thế này, nó giống như á, à, thường cái người phạm giới sát sanh là họ sẽ bị cái mệnh yểu thọ, họ sẽ bị yểu thọ. Thì quý vị thấy á, có những con người đi ra ngoài đường á, bị tai nạn giao thông, hoặc là bị đuối nước, hoặc là bị một tai nạn nào đó mà chết sớm, chết khi còn rất là trẻ, như là vừa rồi ông mà thôi sẽ nói mất công thì dân mạng nó lôi ra rồi nó nói ví dụ như có những cái đứa bé mà nó chết sớm do tai nạn, nó chết sớm, hoặc là những người trẻ do tai nạn chết sớm, bản thân họ chết do cái nghiệp sát sanh đã đành rồi, nhưng mà nó kéo theo hệ lụy là gì? Người thân rất là đau buồn. Quý vị có thấy là có những bà mẹ ôm xác con khóc lên khóc xuống, chết lên chết xuống như vậy đó, biết bao nhiêu người đau khổ. Nó kéo theo cả một cái hệ lụy, có thể dẫn tới kiện tụng rồi đình đám rồi này nọ kia, làm cho biết bao nhiêu người đau khổ. Tại sao vậy? Bởi vì những con người đó là những con người cộng nghiệp với cái cá nhân đó. Cái cá nhân đó phạm giới sát sanh, cá nhân đó chết yểu chết sớm đã đành rồi, mà mình á cộng nghiệp bằng cách mình là người thân, là những người liên quan để mình chịu cái nỗi đau do sự mất mát đó. Cho nên nếu mà quý vị suy nghĩ mà mình có thể làm được những cái nghiệp, cái nghề nghiệp mà không có những cái nghiệp dữ á, thì nó là hạnh phúc cao thượng, và nó cũng là một phần ở trong cái bài giảng sắp tới của bài kinh Mangala Sutta 38 pháp hạnh phúc. Sư thấy đây, ủa, đây có 5 đoạn chat hả? Ủa, sư đâu có thấy cái câu hỏi nào đâu. À, dạ con có gửi qua tin nhắn cho sư rồi sư. Là tin nhắn Facebook ạ. Rồi thôi tranh thủ. Sư cho con hỏi, hiện tại với hạnh của con hay đi hộ độ và đảnh lễ các sư, có người lại nói con lăng xăng như vậy có đúng hay không? Xin thưa với quý vị, đó là mỗi người một cái hạnh nguyện, mỗi người có một cái cách làm phước với nhau khác nhau luôn.
mình không có nên mà áp đặt cái lối làm thiện của mình lên để mà bắt người ta phải giống như mình. Có người á, thì họ thích bố thí, nhưng mà họ thích bố thí với một số đối tượng cụ thể. Ví dụ như họ chỉ thích cho mấy cái con chim mà nó không có ai cho ăn, ví dụ như một cái bà cụ gì đó trên mạng đấy, họ thích như vậy. Nhưng mà có người họ cho là bố thí cho loài súc vật thì phước không có nhiều, nếu bố thí cho người thì phước nó nhiều hơn, thì họ làm ra ví dụ như là những cái dịch vụ từ thiện. Nhưng mà có người thì họ nói là bố thí cho người thì nó phước không có nhiều, bằng cái chuyện mà làm phước bố thí cho những cái bậc xuất gia thì họ chỉ chăm bẩm vô cái chuyện mà làm phước cho hàng xuất gia. Rồi những cái người kia thì họ lại nói tại sao mà lo cho người này không lo người khác, thì nó lạ lắm quý vị. Mỗi một người có cái khuynh hướng tâm lý khác nhau, họ muốn làm thiện như thế nào thì là chuyện của họ chứ. Tại vì sao? Mình làm cái gì cũng có phước hết, làm thiện là có phước. Nên tránh cái chuyện là mình cản phước người ta, có nghĩa là mình cản không có cho người ta làm thiện. Cái đó là cái điều tối kỵ ha. Đừng bao giờ cản người khác làm thiện. Chỉ có như vậy mình thấy cái chuyện này á, là nó phước nó còn nhỏ bé, phước không có nhiều. Ví dụ như là làm phước mà vẫn phải ráng tu, phải ráng hành thiền để gieo cái nhân duyên giải thoát, thì khuyên như vậy, nhưng mà người ta nghe hay không là chuyện của người ta, chứ người ta đâu là cái gì của mình đâu mà mình bắt người ta phải nghe theo mình. Thậm chí xin nói xin lỗi quý vị, cái con thú cưng của mình ấy, cái con chó mình nó liếm mình là phải nói nó coi mình như ông trời của nó đó, mà thử mà quý vị đè đầu nó vô trong cái chậu thức ăn nó có chịu ăn không? Không được. Ngay cả cái con vật cưng của mình nó thương mình muốn chết luôn, mà mình ép nó ăn nó còn không chịu ăn, huống chi một con người mà nó không phải là cái gì của mình hết, mình cứ bắt họ theo ý mình là sao? Ha? Khuyên thì khuyên, còn cái chuyện mà họ nghe hay không đó là chuyện của họ. Mỗi người có khuynh hướng làm thiện khác nhau, đừng có nên bắt người ta phải theo như ý của mình. Rồi còn một câu là hỏi là đích đến cuối cùng của Phật giáo nó là gì. Nó có nhiều cách giải thích, có nhiều cách trả lời lắm, mà tùy theo mỗi một cái đối tượng á, mà trong kinh Tạng Đức Phật trả lời khác nhau. Mà thôi bây giờ thì khi mà sư nói là Phật nói đó, thì sư phải dẫn kinh, dẫn cụ thể bài kinh nào. Nhưng mà thôi bây giờ sư nói một quý vị sẽ biết là nó có trong kinh hay không. Có nơi á, thì nói rằng con người, loài người á, khổ sở là do bị ràng buộc bởi những cái lòng ham muốn. Cho nên khi mà thoát khỏi cái sự ham muốn thì họ đạt được cái mục đích tối thượng. Có nghĩa là gì? Cái mục đích tối thượng của họ là thoát khỏi ràng buộc của những cái sự ham muốn là được. Và đương nhiên là khi mà thoát khỏi sự ràng buộc của các ham muốn thì họ chứng thánh đạo, thánh quả và nhập niết bàn. Nhưng mà nhiều người đó, khi mà mình nói là chứng thánh đạo, thánh quả, nhập niết bàn, họ thấy cái chuyện nó rất là xa vời. Ví dụ như bây giờ mà mình kêu một đứa bé, thôi con bây giờ con ráng con tới chùa đi con. Bé nó hỏi con tới chùa chi vậy má? Nên là con tới chùa chi vậy bà ngoại? Mỗi quý vị thử trả lời con tới chùa để mai mốt một con chứng thánh đạo, thánh quả, con nhập niết bàn. Bé nó đâu có hiểu, không có hiểu. Mà quý vị phải có nhiều cách để mà mình nói với nó. Ví dụ như con tới chùa là để con tạo phước, con làm thiện để làm chi, để mai mốt con muốn cái gì cũng được hết trơn á. Con muốn vui thì được vui, con muốn hạnh phúc thì được hạnh phúc, con muốn được người ta thương thì người ta thương, con muốn có bánh có kẹo cũng có bánh có kẹo cho con, mà đặc biệt con muốn ăn kẹo không sâu răng cũng được ăn kẹo không sâu răng. Như vậy mình nói có chật với Phật pháp không? Không có chật.
nó cũng là một cái đích đến. Đích đến của cái gì, của cái chuyện muốn cái gì được cái đó. Muốn được hạnh phúc thì được hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc tối thượng trong Phật giáo đó là sự thoát khỏi ràng buộc, sự không còn đau khổ nữa. Nhưng mà cái chuyện đó khi còn là một con đứa con nít, nó không có cần hiểu tới mức đó. Nó chỉ cần hiểu là con mai mốt con muốn cái gì thì con được cái đó. Nhưng mà cái con muốn đó phải trên cái nền tảng là phải làm chuyện tốt. Chứ còn con muốn mà con muốn học dốt thì cái chuyện đó sao được, nó đi ngược rồi. Hoặc là con muốn làm cái đứa bạn hồi sáng mới giật cục kẹo của con mà tối nay là nó phải mắc nghẹn, không được. Đó, phải giải thích rõ cho tụi nó. Thì với mỗi một cái đối tượng khác nhau thì kinh tạng có những cái cách hướng dẫn khác nhau, đưa đến cái mục đích tối thượng. Đó là cái bài mà sư chuẩn bị giảng cho quý vị là bài Mangala Sutta, có nghĩa là 38 pháp hạnh phúc. Làm sao để đưa đến cái sự hạnh phúc cao tột, hạnh phúc cao thượng nhất trong Phật giáo. Mỗi một người họ sẽ có định nghĩa hạnh phúc khác nhau. Và sắp tới thì quý vị sẽ tiếp xúc với những cái định nghĩa thế nào là hạnh phúc theo định nghĩa của Đức Thế Tôn. Ha. Rồi hôm nay thì cái thời gian cũng vừa phải lẻ. Do cái phước đức, cái công đức mà quý vị nghe pháp và cái công đức mà sư thuyết pháp xin chia đều đến tất cả chúng sanh. Dù nhìn thấy hay không nhìn thấy, chia đều đến tất cả thân bằng quyến thuộc còn hiện tại hoặc là đã quá vãng, mong cho tất cả được sự an vui, thoát khỏi sự khổ thân, thoát khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lưỡi binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sằng Kha Ya. Sa thủ, sa thủ, sa thủ. Rồi. Kính chào sư ạ.